Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp về cái thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, tức là khi Đức Phật còn tại thế, thì bữa trước đó chúng ta nghe đến cái đoạn mà Đức Phật cùng 1250 vị A-la-hán tới thành Vương Xá và được vua Tần Bà Sa-la kính trọng và tổ chức cái lễ trai tăng mà lớn nhất ở thành Vương Xá. Sau đó thì Đức Phật lại dâng hiến cái thường quyển của mình, tức là Trúc Lâm, để làm cái nơi mà cư trú cho tất cả các thầy tỳ kheo. Vì vua Tần Bà Sa La thấy nếu mà được Đức Phật ở cả các vị thánh A-la-hán này thì chắc chắn là nhân dân sẽ được an cư và lạc nghiệp theo cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, tức là tam quy và ngũ giới. Nhưng mà trong cái thời thuyết pháp ở tại thành Vương Xá này, thì lúc bây giờ đó, bà Hoàng hậu Bi Đề Hy đã đưa Thái tử A Xà Thế cùng với tất cả các cái công tôn dương tử tới để mà lễ Đức Phật và xin Đức Phật chỉ dạy cho những cái công tôn dương tử này. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới quán nhân duyên, tức là nói cho vua thì trị nước an dân. Cái trẻ con á thì đương nhiên phải khác đi. Cho nên bây giờ Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân của Ngài. Ngài bảo là trong kiếp xa xưa đó, thì Ngài đã từng làm cây hoa sứ, và trong một mùa nắng hạn thì cái ao nước bị khô cạn, cho nên tất cả các loài cá tôm ở trong đó thấy khó khăn, cực khổ. Thì lúc bây giờ đó, có một cái con cò, nó tới nó đứng trên bờ nó quan sát, và nó gọi cái bọn cá tôm này đó, nó nói: các cậu ở đây nóng bức quá, gần đây nó có một cái hồ sen rộng và mát, nếu các cậu bằng lòng thì để tôi chở sang bên đó. Ở bên đó thì cái điều kiện đi này đó, thì mỗi lần chỉ đi được một cậu thôi. Cho nên tất cả các loài cá tôm này mới họp bàn với nhau ấy, bảo rằng cha mẹ mình đã từng dạy, thấy loài cò thì phải tránh, vì đó là một cái loài mà chuyên ăn thịt cá tôm này. Nhưng bây giờ nghe cá tôm đấy, cá tôm mà nghe loài cò nói như vậy đó, thì lúc bây giờ đó liền có cái suy nghĩ, không biết là thật hay là hư, cha mẹ mình dạy thì lại nên tránh loài cò, mà trước mặt cò thì cò đã hứa sẽ đưa mình đi tới chỗ tốt hơn. Đây là bài học, câu chuyện mà Đức Phật kể cho trẻ con. Thì lúc bây giờ nữa, tất cả các loài cá tôm này mới bàn với nhau: thôi bây giờ nữa mà mình mẩy nó cứng, chắc có lẽ là giống như là cá rô hay là cá lóc gì đây, không có dãy, cho nên mới nổi lên để cho bác cò gấp cái con cá này nữa, đem thả vào ao sen để quan sát thử tình hình thực hư. Thì bây giờ đó, xong rồi đó, thì cái chú cá này mới nổi lên để cho cò gấp thả về cái ao cũ, để nói lại cho tất cả các loài cá tôm này nghe này. Thì như vậy đó, là bên kia có cái ao sen mát mẻ thật. Cho nên lúc bây giờ nữa,
mà bằng lòng đi qua bên kia. Thì con cò đó, nó mới gấp từng con cá đi, ăn thịt hết. Ăn thịt hết tất cả các cái cá tôm ở trong ao rồi, còn lại một con cua. Thì lúc bây giờ đó, cò muốn ăn luôn con cua, cho nên mới tới bảo con cua: tất cả các loài cá tôm đã qua bên kia ở mát mẻ hết rồi, bây giờ anh có muốn sang bên kia không, tôi sẽ đưa anh đi. Thì con cua mới có cái suy nghĩ, không biết là thiệt hay là giả. Cho nên lúc bây giờ đó, bằng lòng để cho con cò nó gấp con cua đi. Nhưng mà vì gấp con cua thì con cò há miệng ra gấp không được, cho nên con cua mới bày cho con cò: anh để tôi đeo lên cái cổ của anh ấy, rồi anh chở tôi đi. Thì không, để cho con cua nó lấy cái càng của mình mà kẹt ngang cái cổ của con cò đi, để cho con cò chở anh đi. Thì cò mới chở lên tới cây bông sứ, đậu lên đó. Thì cò mới nói với con cua nó: như vậy đó, là anh đã hết số rồi. Anh nhìn xuống xem ở dưới gốc sứ coi, đầy xương của cá tôm ở dưới đó. Thành ra lúc bây giờ cua mới nhìn thấy như vậy đó, mới giật mình. Nó nghĩ rằng con cò này đó là gian ác, xảo trá. Cho nên cua mới nói với cò: nếu mà anh không đem tôi thả xuống ao sen như anh hứa đó, thì tôi sẽ kẹp đứt cổ anh ạ. Cò đau quá mà bảo anh cua, bảo là: tôi sẽ đưa anh về ao, anh đừng cắn cổ thôi, phải không? Cho nên cò mới chở cua đem về tới ao sen. Thì bây giờ nó cua mới nhớ tới cái đám mà cá tôm bị cò ăn thịt hết này, cho nên nó liền nổi giận lên mà kẹp đứt cổ cò luôn. Đây là cái quan gia từ trong quá khứ đó mà dẫn tới hiện tại đây. Chúng ta nhìn kỹ lại, thấy những người ở trong thành Dương Xá này, ai là cua, ai là cò, ai là cá tôm. Cho nên những kiếp quá khứ xa xưa đó, rồi nó lại sát cá này. Cho nên bắt đầu Đức Phật mới kể về cái chuyện tiền thân như vậy. Thì đây là một câu chuyện tiền thân, mà cũng là câu chuyện ngụ ngôn, mà cũng là bài học cho tất cả mọi người thời đó, mà cũng là bài học ở trong cái thời đại chúng ta. Có nghĩa là chúng ta thì đương nhiên giữ cái truyền thống của tổ tiên, ông bà của chúng ta truyền lại. Cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào phải, cái nào trái, để rồi chúng ta tự quyết định cái cuộc sống của mình. Tất cả những cái sai lầm chúng ta đều phải trả giá đắt. Cho nên đây là cái việc quan trọng, là một bài học mà Đức Phật khuyên chúng ta nên có trí tuệ, chứ không nên nghe họ nói như thế này, họ nói thế kia. Nhưng mà thực tế chúng ta cần phải quan sát kỹ, xem cái nhân cách của họ, cái lời nói của họ, cái cử chỉ của họ, để đoán biết được cái tâm của họ thiện hay là ác. Lúc bây giờ nếu mà chúng ta biết được cái thiện hay ác rồi, chúng ta biết được cái đúng hay là sai, thì chúng ta tùy theo đó mà xử trí. Đây là bài học, câu chuyện ngụ ngôn Đức Phật kể cho đám trẻ nghe. Rồi sau đó thì tất cả các thầy trò dời về Tịnh Xá Trúc Lâm. Tịnh Xá Trúc Lâm là một cái thượng quyển của nhà vua,
Nhưng bây giờ đó, để dành cho các thầy tỳ kheo ở đây đó, thì đều đắc thánh quả. Cho nên đó, cái tướng trang nghiêm ở bên ngoài mà ta bảo rằng là đi ở đằng xa nhìn thấy đã đẹp rồi, nhưng mà tới gần đó, thì thấy đẹp hơn. Nhưng mà được tiếp xúc, được sống chung, cảm thông, thì cái trường hợp thấy cái tâm của các ngài đó, nó thật là giải thoát, an lạc. Cho nên mọi người cảm thấy an lạc theo. Cho nên người đồng 10, 10 đồng 100. Do đó mà cả dân của thành Vương Xá này đó, đều tới học đạo, tới học trực tiếp với Đức Phật, nghe Đức Phật giảng, hoặc là trực tiếp cho các thầy tỳ kheo đắc đạo để nghe chia sẻ những kinh nghiệm tu, mà làm cho cả cái thành phố này đó, mọi người đó, đều hướng tâm về Trúc Lâm. Mà khi hướng tâm về Trúc Lâm đó, thì cũng có những người, người ta khởi lên cái tâm ganh tức. Cho nên bao giờ nữa, chúng ta sanh trên cuộc đời này, chúng ta cũng có những người thương chúng ta, mà chúng ta cũng có những người ganh tức với chúng ta. Ganh tức vì quyền lợi, ganh tức vì cái túc duyên mà giữa ta với người đó. Cho nên chúng ta cần phải nên cẩn trọng, và cần phải nên bình tĩnh, sáng suốt, để giải quyết từng việc một mà thích hợp nhất. Đây là cái việc quan trọng mà Đức Phật khuyên chúng ta. Cho nên cái quy y Phật của chúng ta đây đó, là phát quy cái trí tuệ của chúng ta. Nên sau này tới Kinh Hoa Nghiêm ta bảo là tự quy y Phật, tức là của chính mình, làm cho ông Phật của chính mình hiện ra, tức là trí tuệ chúng ta sáng lên, để chúng ta xử trí mọi việc tốt đẹp. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tin đồn Đức Phật tu đã đắc đạo rồi, và bây giờ được cả hàng ngàn người theo, hàng vạn người kính trọng. Cho nên vua Tịnh Phạn mới họp quần thần lại để chọn người thích hợp mà tới thỉnh Đức Phật trở về hoàng cung. Thì ở trong đó có một người là bạn cũ của Đức Phật khi còn làm thái tử, tức là đại tướng Kalu Đà Di. Ông này là một tướng của triều đình. Ông này đã tình nguyện cùng. Thì cùng đi là có một người hầu cận của Đức Phật ngày xưa, tức là ông Sa Nặc, cũng xin đi theo. Cho nên hai người này mới đi tới thành Vương Xá, tìm tới Trúc Lâm để mà gặp Phật. Nhưng mà khi tới Trúc Lâm thì lại thấy Đức Phật đang thuyết pháp cho hàng ngàn, hàng vạn người nghe. Rồi Đức Phật thì lại dạy cho vua Tần Bà Sa La, mà vua đó hết lòng kính trọng. Rồi kế tiếp theo đó nữa là thấy ông Cấp Cô Độc tới hết lòng cung kính để thỉnh Đức Phật về thành Xá Vệ thuyết pháp. Tất cả những cái hiện tượng này mà làm cho Kalu Đà Di nghe say mê và quên cả cái vấn đề, trở lại quê thăm vua Tịnh Phạn. Nhưng mà khi nhớ trở lại đó, thì Kalu Đà Di mới thưa với Đức Phật, xin thỉnh ngài về Ca Tỳ La Vệ để thăm hoàng cung cũng như thăm vua. Vua rất nhớ ngài. Nhưng mà Kalu Đà Di nhìn thấy như vậy đó, cho nên ngài mà quyết tâm, ngài xin Đức Phật cho ngài xuất gia làm sa môn. Vì ngài thấy cái tu mà nó đạt được cái kết quả như Đức Phật vậy đó, thì chúng ta không tu cũng uổng. Cho nên trong đời này ta được gặp Phật pháp như vậy mà chúng ta không học, không tu thì đây cũng là cái việc uổng. Cho nên ông quyết tâm xin Đức Phật cho ông xuất gia làm sa môn. Đức Phật nó cũng tốt, nhớ xem.
Cho nên từ chỗ này nữa mà chúng ta có một cái là phải tập xuất gia 3 tháng thử. Đi vô chùa Công Quả này, ở tu 3 tháng thử xem coi cái nếp sống này nữa nó có thích hợp với mình không. Khi mà thích hợp thật và mình thấy an lạc thật, tức là mình có duyên, thì lúc bây giờ mới tiến tu. Chứ không phải muốn đi tu một cái là được đi tu liền nữa. Cho nên bữa trước tôi có nói là muốn tu mà được chấp thuận đi tu liền nữa, là cái này trưởng giả tử cấp cô độc. Vì Đức Phật đã thấy được cái tâm trạng của ông trưởng giả tử này cũng đồng với cái tâm trạng mình khi còn làm thái tử. Cái đã quyết tâm rồi nữa thì cái người này có thể không thay đổi. Thậm chí có những người mà không xin mà Đức Phật vẫn tìm tới độ, là như năm nay Kiều Trần Như, phải không? Còn bây giờ nữa, để thử 3 tháng xem coi anh thấy có kết quả không, có thích không. Cho nên chỗ này chúng ta cũng có cái suy nghĩ. Cho nên về sau này nữa, Đức Phật chế luật đó, thì nó liên hệ tới ông Ca Lưu Đại Di này rất nhiều. Tại vì muốn tu nhưng mà túc nghiệp mình còn, cho nên đôi khi đó, nó khởi lên, nó làm cho mình không thanh tịnh. Cho nên khắc phục cái túc nghiệp đó, đây không phải là dễ. Cho nên người không có nghiệp mà đi tu, nó giống như tờ giấy trắng này, nhuộm màu gì nó cũng ăn. Những người ít nhiều có nghiệp đi tu nó, ví như cái áo dơ thì cần phải sám hối, phải giặt cho sạch, thì lúc ấy nhuộm màu đạo lên mới ăn được. Còn cái người nó vừa dơ mà vừa rách nữa, cho nên những cái tâm hồn tức là thất tình, thất vọng, thất trí, thất bại ở trên cuộc đời này, ta gọi là chán đời đi tu đó. Thì cái này ví như vừa dơ mà vừa rách nữa. Cả một tâm hồn rách nát như vậy, dơ bẩn như vậy, mà nếu hay mặc áo tu vô đó thì nó lem lem lút lút, nó không giống cái gì hết. Thầy áo thì không thầy tu, mà cái đôi mắt đó không phải thầy tu, lời nói cũng không phải thầy tu, cái cử chỉ cũng không phải thầy tu, thì rất nguy hiểm. Cho nên cái này cần phải giặt vũ cho thật sạch. Cho nên bên Thiên Thai đó, người ta sám hối 12 năm mà chưa sạch đó, còn không cho xuất gia. Còn nếu hãy đi xuất gia dễ thì thường thường chúng ta sẽ tạo lên một lớp người mà có thể nói rất trở ngại cho đạo chúng ta. Cái chỗ ông Ca Lưu Đại Di này mà cũng dặn cho tất cả những người sau này muốn cho người đi xuất gia, muốn cho người thọ giới thì cần phải nên cân nhắc. Ngày nay chúng ta thường gọi là chọn người làm Phật, thì phải có đủ tư cách này. Đây là việc quan trọng. Nhưng mà sau một mùa an cư thì lúc bây giờ Đức Phật mới trở lại hoàng cung. Khi mà Đức Phật trở lại hoàng cung thì Đức Phật mới thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, và thuyết pháp cho quần thần nghe. Vì lúc bây giờ đó, Ca Lưu Đại Di đã kể cái chuyện mà Đức Phật đã nói cái phương pháp trị quốc an bang cho vua Tần Bà Sa La, và làm cho cái thành Xá Vệ này đó mọi người trở thành người tốt, thường không có kẻ lượm đồ rơi. Đấy là một cái việc mà xây dựng một xã hội tốt đẹp, dùng đức trị. Cho nên vua muốn Đức Phật thuyết lại cái bài pháp này để cho quần thần cùng nghe, để xây dựng cái nước mà Cực Tất La, tức là cái nước Ca Tỳ La Vệ này, nước Thích Ca này. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới giảng, Đức Phật mới giảng cho vua Tịnh Phạn và tất cả các vị đại thần nghe. Thì khi mà nghe xong đó thì mọi người nói ở đây chỉ có Đức Phật đó, là mới là cái người mà xứng đáng làm vua theo lời của Đức Phật dạy. Cho nên đó, xin thỉnh Đức Phật ở lại làm vua, đừng đi làm Phật nữa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đó, là cái vị trí của Chuyển Luân Thánh Vương dùng đức để trị dân,
mà giảng dạy cho vua. Thì bây giờ vua cũng như tất cả những người ở đây đó, nhìn thấy mình không đủ tư cách như Đức Phật nói. Cái tư cách này là gì? Tức là lo cho dân ấm no trước, rồi đó mới tới quần thần. Rồi quần thần đầy đủ rồi đó mới tới vua là thừa hưởng sao. Nhưng mà ở thành Ca Tỳ La Vệ này là ngược trở lại. Vua thì hưởng bổng lộc cao nhất, được kế đó các quan đại thần, còn dân đen thì đói khổ. Đây là sự thật, người dân là luôn luôn đói khổ, mà quan lại thì của cải nhiều. Bằng chứng cụ thể là khi Đức Phật còn làm Thái tử, một mình Ngài mà ba tòa của Ấn Độ, thì một người sống gọi là vương giả thì phải có hàng trăm hàng ngàn người hầu hạ đóng góp. Thì cái xã hội như vậy chắc chắn là không thể lâu dài được. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật rất là cao quý, nhưng mà thực hành lời dạy của Đức Phật là khó. Vì vậy đó, mà chúng ta thực hành được một phần lời dạy của Đức Phật thì tôi thấy cũng tốt. Cho nên cái xã hội chúng ta ngày nay đó, tức là tăng ni và Phật tử chúng ta đó, cũng áp dụng lời dạy của Đức Phật mà một phần thôi. Tức là vua chúa quan lại thì cũng có người tốt đó, cũng có người biết lo cho dân đó. Nhưng mà cũng có những người muốn học cao và làm cho nhân dân đói khổ. Nhưng mà những người ảnh hưởng Đức Phật, ảnh hưởng đạo Phật, thì cái trường hợp đó bà Y Lan thấy Thư Phi được nhà Lý có nói, của cải là do nhân dân làm ra. Bây giờ nhân dân đói khổ thì phải cấp phát cho nhân dân trước. Đây là cái điều quan trọng nhất, tôi gọi là ảnh hưởng một phần của lời dạy Đức Phật. Cho nên ngày nay chúng ta cũng tiếp tục cái việc làm này. Cho nên khi mà mình có một cái dịch bệnh này đó, thì tăng ni đứng đầu, kế đó là Phật tử, chúng ta tổ chức tất cả những cái cứu trợ mà chúng ta có thể làm được, làm cho chẳng những thành phố của chúng ta ở đây được yên ổn, mà chúng ta đó, còn mở rộng ra tất cả các tỉnh thành. Nơi nào chúng ta có thể tới được thì người Phật tử chúng ta sẵn lòng. Những người này là những người học, hiểu và làm theo lời của Đức Phật. Cho nên mặc dù chúng ta cách Phật xa, mà chắc chắn đó, theo tinh thần Đại Thừa thì Đức Phật nó tuy xa, nhưng mà Đức Phật thấy ta rất gần với Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên đó, sau khi mà thuyết pháp cho vua nghe rồi, vua thỉnh Đức Phật ở lại và nhường ngôi. Đức Phật không nhận lời, Đức Phật không nhận lời ở lại. Tại vì Đức Phật thấy cái nhân cách của một vị tỳ kheo, của một vị sa môn, của một vị Phật nó cao quý hơn. Cho nên Ngài muốn làm Phật chứ Ngài muốn làm vua. Tại sao vậy? Làm Phật nó không nắm bất cứ cái quyền gì hết. Cả một cái vùng Ngũ Hà, tức là xứ Ấn Độ thời bây giờ đó, gần như tất cả các vua đều kính trọng Đức Phật và đều nghe lời Đức Phật. Cho nên trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế đó, thì gần như là tất cả các nước đó, ban giao với nhau rất tốt, mà ít có những cái xung đột. Mà nếu có cái xung đột nào đó thì Đức Phật xuất hiện và giải hòa, thì đương nhiên người ta đều nghe theo. Đây là một cái việc làm mà của Đức Phật và của đạo Phật. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc và áp dụng ở trong đời sống tu của mình. Thì bữa trước đó, tôi nói là trong 12 năm đầu đó, Đức Phật chưa chế ra luật. Chưa chế ra luật. Tại sao vậy? Vì tất cả các thầy tỳ kheo này đó, đều là thanh tịnh tỳ kheo hết. Tức những người quyết tu để đạt giải thoát, để chứng niết bàn, cái việc đó mà phạm lỗi, phạm giới, cái chuyện này không có. Cho nên Đức Phật không đặt ra. Nhưng mà đến cái năm thứ 13 đó, thì lúc bây giờ đó,
cái uy tín của Đức Phật lớn rồi. Nhiều người đó đều muốn xuất gia. Thế nên nhiều người đều muốn xuất gia, đều muốn làm sa môn. Tại sao? Tại vì họ thấy như cái trường hợp Vô Não là một kẻ sát nhân mà được Đức Phật cho xuất gia, rồi cũng đắc quả La Hán, rồi cũng khỏi tội chết, rồi cũng được vua chúa kính trọng. Như vậy tại sao ta không xuất gia? Cho nên những kẻ trộm cướp này nữa cũng theo đây mà đi xuất gia. Kế đó họ nhìn thấy như là cái trường hợp ông Sunita là một người hốc phân ngoại cấp, thì lúc bây giờ đó ông này đi xuất gia rồi cũng đắc thánh quả A La Hán, rồi cũng được vua Ba Tư Nặc kính trọng, tại sao ta không đi xuất gia? Không, đây là cái điều quan trọng. Ta nên tất cho nên nó theo đó đi tu. Ta nên có những người như cái trường hợp mà liên quan sắc, liên quan sắc là đây là một kỹ nữ, một người đó mà phải nói là ở trong xã hội xem như là xấu lắm. Thậm chí đó, cái bà này đó lại còn có cái ý là muốn dụ dỗ Ngài Mục Kiền Liên nữa, tình tới quyến rũ Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà nhờ Ngài Mục Kiền Liên độ cho, thì bà này để về cũng quy y và cũng xuất gia làm tỳ kheo ni và đắc thánh quả La Hán. Cho nên lúc bây giờ thì quý vị thấy đó, ở trong xã hội này kẻ trộm cướp cũng đi xuất gia, người bần tiện cũng đi xuất gia, những kẻ tội lỗi cũng đi xuất gia, tất cả những thành phần tệ nạn này cũng đi. Tranh giáo đàn quá phức tạp, cho nên lúc bây giờ Đức Phật phải chế luật ra. Đức Phật nó chế luật ra đó để đang ngăn chặn bớt cái này, ngăn chặn bớt những cái người mà thành phần bất hảo đi tu này. Cho nên nếu mà chỗ này đó, ngày nay đó, mà chúng ta không theo cái giới luật Đức Phật chế này để hạn chế bớt những cái thành phần đi tu mà không cầu giải thoát này nữa ở trong giáo hội chúng ta đó, thì đây cũng là cái điều nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải gạn lọc, cần phải thanh lọc. Những người nào quyết tâm tu hành và cầu giải thoát thực sự thì chúng ta nên tạo điều kiện tốt để cho họ tu, họ học, để họ trở thành hiền thánh, họ trở thành biểu tượng đáng kính trọng của mọi người, của chư thiên. Còn ngược trở lại đó, những người nào không thật lòng tu thì chúng ta tìm cách loại ra của giáo hội, thì giáo hội chúng ta đó mới có thể tiếp nối cái sự nghiệp của Đức Phật trên cuộc đời này mà làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng đến cái khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật vào Niết Bàn thì cái trường hợp này đó, chúng ta coi như cái thời kỳ tốt đẹp của Phật giáo đó, phải nói là chấm dứt và bắt đầu qua cái giai đoạn mới. Bắt đầu qua giai đoạn mới này. Ta nhớ là cái khi mà Đức Phật vào Niết Bàn thì có những tỳ kheo đó thì khóc lóc bảo rằng bây giờ ta chưa đắc đạo mà thầy chúng ta nữa đã biết nương tựa vào ai. Nhưng mà cũng có những thầy tỳ bảo rằng bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, không còn ai chế luật nữa, không còn ai mà ràng buộc chúng ta nữa, không còn ai rầy la chúng ta nữa, phải không? Đây cái việc chúng ta thấy khi Đức Phật vào Niết Bàn là cái việc đầu tiên xảy ra là như thế. Cho nên Ngài Mahakajit mới triệu tập, gọi là kết tập kinh điển lần thứ nhất của Phật giáo chúng ta. Sau khi mà lễ trà tỳ của Đức Phật 49 ngày thì cái trường hợp đó Ngài tổ chức cái lễ kết tập đầu tiên, gọi là ngũ bách kết tập, tức là chọn 500 vị đắc quả La Hán. Cho nên chọn 500 vị tỳ kheo đắc quả La Hán để tập hợp trở lại theo lời của Đức Phật dạy nữa, là khi nào có những cái việc quan trọng thì tất cả các thầy nên tập hợp lại để quyết định
thì chắc chắn là chính xác. Khi có Đức Phật tại thế thì những cái điều không giải quyết được thì nhờ Đức Phật giải quyết. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì mấy thầy nên dùng cái trí tập thể này quyết định, quyết định chắc chắn thì nó chính xác hơn. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Ngài Maha Ca Diếp mới là cái người đứng ra để tập hợp các vị cao tăng lại. Cho nên trong lịch sử ghi là khi đó triệu tập được 499 người, còn thiếu một người để đủ túc số là 500. Cho nên chúng ta nhớ trong Đạo Phật chúng ta thường dùng con số 500. 500 La Hán, 500 La Hán, tức là lần kết tập đầu tiên này là phải đủ 500 vị La Hán. Mà trong lịch sử ghi đó, lúc đó Ngài A Nan ta này chưa chứng quả La Hán, chỉ mới chứng tới cái quả A Na Hàm mà chưa đắc được cái quả La Hán. Thế nên tại sao vậy? Tất cả các vị khác đó, thì cái trường hợp này đó, là đắc quả La Hán thấy dễ quá, mà còn Ngài A Nan sao lại không đắc quả được? Chỗ này để làm chúng ta phải có cái suy nghĩ. Mà không có Ngài A Nan thì không kết tập được. Cho nên Ngài Ma Ca Diếp, A Nan là cái người mà đã thân cận Đức Phật, và cái người nó nghe nhiều và nhớ dai, cho nên phải có cái người này mới trùng tuyên được cái kinh tạng được. Cho nên khi đó đó, Ngài A Nan mới buông hết mọi việc. Một ngày một đêm Ngài nhập định, tại Ngài đã đắc tới cái quả đó rồi. Tức là tất cả mọi việc ở trên trần gian này nó đã chấm dứt rồi, nó không còn tác động, không còn chi phối Ngài nữa. Cái vị trí của Ngài đó là lên tới tứ thiền rồi, trụ trên đó. Cho nên lúc bây giờ ngưng công việc một cái đó thì Ngài liền nhập vào cái định này được. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, điểm này là điểm quan trọng nhất. Nhiều khi chúng ta bận rộn nhiều Phật sự, do đó tâm chúng ta khó đứng yên, trí chúng ta nó không đủ sáng suốt. Nhưng mà buông bỏ hết đi, buông bỏ được hết tất cả mọi việc thì chúng ta trở về cái vị trí như Ngài A Nan, lên tới cái cõi trời hữu đảnh này. Thành ra cái trường hợp mà cái tâm chúng ta lên tới cõi trời hữu đảnh là lên cùng tột của thế giới vật chất đi, đứng trên cái thế giới vật chất đó. Thì tới ngay đây đó, thì tự nhiên liền chứng quả là hắn. Tới chỗ này đó, có thể chứng quả là hắn, có thể rớt trở lại, rớt trở lại. Cho nên trên bước đường tu đó, thường thường đó, là nếu quả tu đà hoàng đó, thì chúng ta phải rớt trở lại. Mà Đức Phật nói là rớt lại đến 7 lần đó, thì người ta cũng sẽ đắc quả. Mà lên tới cái đỉnh cao nhất của tam hiền đó, thì cái trường hợp này đó, lên tới đây đó, thì có thể rớt xuống mà có thể đắc quả là hắn. Đây là cái đỉnh, đỉnh cao. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, thế nên Ngài A Nan nhập định lên tới đây một cái, nên Ngài chứng quả là hắn. Thế nên Ngài bừng sáng lên đó. Mà cái bừng sáng của Ngài đó, nó khác hơn tất cả các vị la hán khác. Thế nên các vị la hán khác đó, nhập định đó, thì biết được tất cả, thấy được tất cả. Nhưng mà xả định đó, thì trở thành bình thường. Nhưng mà Ngài A Nan thì nhập định cũng biết tất cả, mà xả định cũng biết tất cả. Cho nên về sau này người ta gọi đây là Pháp Hoa Tam Muội. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Vào định thì biết được, nhưng mà xả định thì trở thành bình thường. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên khi mà vào định làm vị A-la-hán thần thông đệ nhất, nhưng mà khi xả định rồi thì Ngài trở thành bình thường, cho nên bị cái đám ngoại đạo đánh chết không? Đây là sự thật lịch sử chúng ta thấy. Vì vậy đó mà khi học Phật, chúng ta cần phải hiểu và cần phải áp dụng cho có kết quả, cái này quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài A Nan là cái người trùng tiên kinh tạng. Mà ngày nay chúng ta có cái tạng, ta gọi là cái tạng Nikaya này. Đây, Ngài A Nan là ngài người trùng tiên đầu tiên. Rồi đó Ngài Ubali là người trùng tiên lực tạng. Tức là 250 giới của tỳ kheo này là do Ngài Ubali đọc lại. Tất cả một đời thuyết pháp của Đức Phật về luật thì Ngài Ubali ghi lại. Rồi nó còn trở lại nữa, các vị
A-la-hán khác đó, thì xác định trở lại đúng hay là không đúng. Cho nên hai vị này khi trùng tuyên lại đó, thì tất cả các vị A-la-hán, cả 500 vị này đồng ý Đức Phật nói mà Ngài A-nan lặp lại như vậy là đúng, Ngài U-ba-li lặp lại như vậy là đúng. Cho nên lúc bây giờ ta coi như là ghi lại thành ra tạng kinh và tạng luật. Ta đã có tạng kinh và tạng luật rồi đó, thì bây giờ đó, tất cả các vị A-la-hán này đó, nên dùng cái ký ức của mình đó, mà ghi nhận trở lại. Cho nên đó, cái thời kỳ này ta gọi là kết tập, nhưng mà kết tập bằng ký ức chứ không phải kết tập bằng văn tự. Tại nên nhiều người lầm mà cứ tưởng là cái bộ kinh Nikaya này là được kết tập lần thứ nhất này, cái thời này là chưa kết tập bằng văn tự. Mà cái bộ kinh đó, 500 năm sau, 500 năm sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, thì cái bộ kinh này đó, là được biên tập trên lá bối đầu tiên đó, là ở trên đảo Tích Lan chứ không phải là tại Ấn Độ. Cho nên đây ta gọi là Nam truyền Phật giáo. Thành ra từ cái Phật giáo nguyên thủy nó khác với Phật giáo Nam truyền. Thành ra nhiều người lầm Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo Nam truyền. Đương nhiên cái Nam truyền Phật giáo đó nó giống với cái thời nguyên thủy nhiều. Nó giống cái gì? Tức là giống cái thứ nhất đó, là cái trường hợp tất cả các tỳ kheo đó, là phải đi khất thực. Tất cả các tỳ kheo là phải đi khất thực. Tất cả các tỳ kheo là phải một ngày ăn một bữa. Đấy. Tất cả các tỳ kheo đó thì ở trong một cái nhà mà nhỏ, ta gọi là cái cửa ra vào thôi. Đây là giống với cái thời của Đức Phật ngày xưa. Cho nên giống với Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà đây là Phật giáo Nam truyền. Cho nên Phật giáo Nam truyền giống với Phật giáo nguyên thủy ngày nay còn giữ trở lại được đó, ta gọi là Phật giáo Nam Tông này nè, thì nó có ở Tích Lan, rồi ở Miến Điện, rồi ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Lào. Tức là năm nước này đó là năm nước ta gọi là Nam truyền Phật giáo, nhưng mà giống với cái Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật, là tất cả các thầy tỳ kheo là đều đi khất thực. Đây là việc quan trọng. Nhưng mà còn cái yếu nghĩa của nó đó, ý nghĩa của đi khất thực đó, thì trường hợp có người giữ đúng mà có người không giữ đúng. Thế là tôi tiếp xúc với nhiều vị tỳ kheo ở các nước Nam truyền này đó. Thành ra có các ngài á, thì nó tại vì trước khi đi khất thực là tôi đều ngồi thiền, đều suy nghĩ bữa nay tôi đi đâu, tôi gặp ai, tôi nói cái gì. Mà khi tôi ra đi đó, tôi thấy đúng như những cái mà tôi suy nghĩ ở trong thiền định, thì chắc chắn cái này có kết quả. Còn khi mà ở trong thiền định tôi thấy đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, gặp khó khăn, gặp nạn, mà tôi thử đi đó, thì chắc chắn cũng xảy ra đúng như cái tôi thấy trong thiền định. Cho nên đây là cái kinh nghiệm tu hành rất quan trọng của các thầy Nam truyền Phật giáo mà chia sẻ với tôi trong lúc tu hành. Cho nên từ chỗ đó, mà hãy khi tôi muốn đi đâu, mặc dù tôi không theo Nam truyền Phật giáo, nhưng mà tôi cũng tập và ngồi giữ chánh niệm, xem coi bữa nay đi tới chỗ đó có thể làm Phật sự được không. Cho nên khi mà nghĩ tới đi chỗ đó mà tôi thấy tâm tôi bất an, thì phần lớn tôi không đi. Tôi không đi là chỗ này tôi phát hiện thêm ra điều nữa là gì, tức là chỗ đó không lành. Cho nên chỗ đó cái bất an nó đã đánh động vào tâm mình. Cái thứ hai mà Đức Phật cũng từng dạy trong Phật giáo nguyên thủy là có thể chư thiên báo mộng, phải không? Thành ra chư thiên báo mộng. Tại vì khi chúng ta tu hành là có những người mà chúng ta đã thấy bằng mắt, nhưng mà có những người ta không thấy bằng mắt mà họ ủng hộ chúng ta. Đây là vô hình, cho nên ta gọi là già lam thánh chúng này. Thí dụ như bây giờ tôi ngồi để thuyết pháp trong một cái giảng đường không có ai nghe hết, tức là có già lam thánh chúng tới đi hộ pháp, tới đi nghe pháp. Thế nên trường hợp này bảo là vô hình.
Cho nên tác động vào tôi. Thành ra tác động vào tôi để tôi thấy là tới chỗ đó yên thì tôi mới tới, làm Phật sự được thì tôi mới tới. Nhưng mà tới chỗ đó bất an thì tôi không tới. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên các vị mà tu theo Nam truyền Phật giáo, họ thực tập đúng cái lời của Đức Phật dạy, họ có những cái kết quả cao. Cái này là chúng ta phải học. Dù chúng ta tu theo Đại Thừa hay chúng ta tu theo Kim Cang Thừa thì nữa, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc chỗ này. Cho nên mỗi một người có một hoàn cảnh, mỗi một người có một cách thành đạo, và mỗi một người cũng có cái kinh nghiệm riêng. Vì vậy đó mà chúng ta không tự mãn, chúng ta nên học. Và tất cả chúng ta góp nhặt tất cả những cái kinh nghiệm của các ngài mà tự trang nghiêm cho mình, để rồi đó chúng ta có thể tránh được tất cả những cái nguy hiểm, những cái khó khăn mà chúng ta vững tiến ở trên đường đạo. Đó là cái điều quan trọng nhất ở trong cái Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta học được. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả cái đệ tử của Đức Phật, họ mới mỗi người đi một hướng, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ họ tới mà họ làm đạo đều khác nhau hết. Cho nên thời kỳ này ta gọi là bước qua cái thời kỳ bộ phái, bước qua cái thời kỳ bộ phái hay là cái thời kỳ Phật giáo phát triển. Thì bữa sau tôi sẽ nói tiếp về cái vấn đề thời kỳ bộ phái và thời kỳ Phật giáo phát triển. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.